Rồi, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà xem đây là nơi nào nha. Đây là đèo Le nha các bạn. Đèo Le là con đèo nằm ở giữa hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn nha các bạn. Hồi xưa thì Quế Sơn và Nông Sơn là thuộc huyện Quế Sơn, nhưng mà sau này thì tách ra thành hai huyện, đó là Quế Sơn và Nông Sơn. Quế Sơn thì ở phía đông, còn Nông Sơn thì phía tây. Bên kia đèo Le nha các bạn. Đây là các căn đèo mà rất là đẹp các bạn nha. Đó, suối thì dày rào, cây xưa thì mát mẻ đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Về đèo Le thì ăn gà tre rất là tuyệt vời. Đây có suối. Ở đây có suối rất là mát nha các bạn. Đây có suối rất là mát, và các bạn lên trên đó là có suối nước mát các bạn. Lên trên đó, cái khu du lịch ở trên đó rất là mát luôn. Mình đã từng đến rồi. Vào mùa nắng thì nó rất là đẹp. Đó, có nhiều thác nước chảy rì rào các bạn ơi. Ôi, quê hương ta đặc đẹp đó là ở Nông Sơn. Bên kia ở giữa Nông Sơn và Quế Sơn, Quảng Nam nha các bạn. Quan thật là đẹp. Vào mùa mưa thì các bạn đi đường đèo này thì cố gắng là quan sát không nó sạt lở núi nha các bạn. Còn mùa nắng thì các bạn về đây thì chơi rất là vui. Rất là vui và rất là mát mà rất là đẹp các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa? Đây là đèo Le nha các bạn. Đó. Vào mùa nắng thì các bạn về trên đó thì rất là đẹp. Lên trên này nè các bạn. Đẹp chưa? Đó, khu vực thái mát, nước mát Đèo Le. Rất là đẹp luôn các bạn. Hoa dâm vụt này. Rất là đẹp luôn đó. Ở Nông Sơn, Quảng